một trong góc nhỏ của bộ sưu tập. Xin mời quý khách theo chân Kỳ Lân, gọi là đẳng cấp đỉnh cao, bởi vì người ta lấy da cá mập làm da chính, nhân Kỳ Lân là làm da lót. Và da này các hãng khác như Hermès là lấy làm mặt chính, LV vẫn có làm mặt chính. Vâng, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với showroom của Kỳ Lân Luxury, thương hiệu Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay Kỳ Lân xin được phép giới thiệu đến tất cả quý khách bộ sưu tập túi xách Clutch của Kỳ Lân Luxury, một trong góc nhỏ của bộ sưu tập. Xin mời quý khách theo chân Kỳ Lân, camera đi sát vào giùm anh. Ok, và Kỳ Lân sẽ đi lại từ cái túi đầu tiên ở trong một góc nhỏ của Kỳ Lân Luxury mà thôi. Da cá sấu, bên trong là da cá mập, logo vàng khối đính kim cương, bản logo phiên bản thứ 3. Và tiếp theo, da cá sấu màu xanh, da cá sấu màu xanh đen. Ở trong là da cá mập. Phụ kiện siêu xịn và đẳng cấp, logo phiên bản thứ 3, đính kim cương 3 viên giữa, vương miện quyền lực và sang trọng. Bộ túi da đà điểu, bên trong da cá mập, người ta lấy da cá mập làm mặt chính, nhưng mà Kỳ Lân là lấy da cá mập làm mặt lót, bên ngoài là da đà điểu, có nghĩa là nó đẳng cấp, sang trọng và siêu bền, gọi là đẳng cấp đỉnh cao, bởi vì người ta lấy da cá mập làm da chính, nhân Kỳ Lân là làm da lót, thì nó xịn sò từ bên trong ra bên ngoài, siêu xịn, siêu đẳng cấp. Và một cái phiên bản tiếp theo tương tự, đó là da đà điểu, và bên trong là da Epsom cực kỳ sang trọng. Và các quý khách đã thấy là da Epsom là một loại da rất tốt, và Kỳ Lân chọn da xịn nhất. Và da này các hãng khác như Hermès là lấy làm mặt chính, LV vẫn có làm mặt chính, nhưng đối với Kỳ Lân, Kỳ Lân lấy mẫu da này làm mặt trong, có nghĩa là mặt da này là thường được các hãng lớn làm mặt chính, nhưng mà đối với Kỳ Lân sẽ chọn làm mặt trong, có nghĩa là bên trong nó siêu xịn sò rồi, siêu cẩu cấp, siêu đẳng cấp rồi, và bên ngoài là mặt đà điểu cũng là siêu đẳng cấp. Tất cả da Kỳ Lân đều nhập từ những nhà thuộc da lớn trên toàn thế giới, và những nhà thuộc da này chuyên cung cấp da cho những thương hiệu thời trang lớn trên toàn cầu. Phiên bản logo thế hệ thứ 4 vàng bóng 3 viên kim cương, phiên bản logo thế hệ thứ 3 da cá sấu siêu đẹp, siêu sáng, và bên trong da cá mập. Một phiên bản logo phiên bản thế hệ thứ 5, logo phiên bản vàng khối to, 3 viên kim cương, vương miện, biểu trưng cho quyền lực sang trọng cao quý. Phụ kiện siêu xịn kéo nghe rẹt. Bên trong là da Epsom, cũng là một loại da làm da mặt cho các hãng lớn. Thì xen kẽ vô đây có một cái túi xách. Và túi xách này Kỳ Lân từng giới thiệu ở những clip trước rồi. Quý khách có thể xem lại những video trước tại kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury, hoặc trang fanpage của Kỳ Lân Luxury, hoặc trên website kỳlanluxury.com. Bí cầm tay. Một phiên bản logo thế hệ thứ 3, bên trong là da cá mập siêu xịn sò, và bên ngoài là da đà điểu. Một phiên bản logo thế hệ thứ 4, da đà điểu bên ngoài siêu sang, logo thế hệ thứ 4, 3 viên kim cương, vuông, vàng khối bóng 18K 750, bên trong là da Epsom.
siêu sang, siêu đẳng cấp. Tiếp tục một phiên bản da đà điểu, bên trong chứa Epson logo thế hệ thứ 3. Và đặc biệt hai cái màu này rất độc, và còn nhiều màu độc hơn nữa, độc rất nhiều, siêu độc đáo luôn. Nhưng mà Kỳ Lân sẽ bật mới trước hai mẫu này thôi. Quý khách muốn chọn màu da xin mời đến showroom Kỳ Lân Luxury hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc gọi cho Kỳ Lân hotline 0901 247 247, cũng là số Zalo của Kỳ Lân luôn nha. Màu này trước đi ha. Siêu sang, siêu đẳng cấp. Cá sấu. Con này là cũng dạng là một trong những con da độc bản. Bên trong da cá mập. Con này là dùng siêu bền và gần như là tuyệt đối về bền. Và con mà Kỳ Lân đang rất phê, phê và rất phê. Bên trong là da cá mập. Logo thế hệ thứ 5, phiên bản thế hệ thứ 5. Vàng 18K đúc đặc AU750, 3 viên kim cương vương miện biểu trưng sự cao quý, quyền lực và sang trọng. Vâng, vâng, nó chỉ là một góc nhỏ thôi. Và quý khách có nhu cầu về sản phẩm túi click hoặc tất cả những gì liên quan đến đồ da, hoặc quý khách có mẫu nào muốn làm thực hiện theo yêu cầu, hoặc là quý khách muốn cùng thảo luận để lên ý tưởng design thiết kế tạo thành những phiên bản độc bản mang đậm phong cách của bản thân mình, tạo dấu ấn cho mình, đồ mình dùng, sản phẩm mình dùng nó phải có nét riêng của mình và tạo nên nét riêng của chính bản thân quý khách, Kỳ Lân sẽ đồng hành với tất cả những cái điều đó. Nếu quý khách cần nhu cầu thiết kế riêng hoặc là muốn hỏi những ý tưởng của mình cùng với Kỳ Lân để Kỳ Lân ra phiên bản đặc biệt cho khách hàng thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa, Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lân review ngày hôm nay. Kỳ Lân chúc toàn thể tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và hãy đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để cùng nhau giao lưu. Trân trọng, kính chào tạm biệt và đừng quên subscribe kênh YouTube, đừng quên like, theo dõi fanpage của Kỳ Lân để ủng hộ Kỳ Lân vào những clip sắp tới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.